Quý khách hàng đang tìm nhà gần với lại trục đường Galaxy Cinco, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài, gần với lại hướng đi đại lộ Thăng Long, gần với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông thì đừng bỏ lỡ cái căn nhà 5 tầng Ngọc Ánh chuẩn bị quay cho mọi người đây. Với căn nhà này thì đường ngõ trước nhà 2m rất là thoáng, cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 150m. Thiết kế của căn nhà 5 tầng 30m, lô góc hai mặt thoáng, hướng nhà là hướng đông nam. Lô góc hai mặt thoáng thì ưu điểm chắc chắn là mọi người biết rồi, đó là cửa sổ mở ra hai bên cực kỳ mát và rất là thoáng, không khí vào trong căn phòng nó không bị bí. Và với cái căn nhà này thì hiện tại giá chào bán là 2.900.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Vị trí cụ thể của nó thì thuộc là phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này xung quanh ngập tràn tiện ích, như Ngoánh vừa chia sẻ, nó rất là gần với trục đường kéo dài Lê Trọng Tấn, gần với lại khu đô thị Galaxy Cinco, gần với lại thiết đường Bảo Sơn và gần với lại cái tuyến đường mà đi ra đại lộ Thăng Long kéo dài. Nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 2 km quay đầu thôi mọi người ạ. Xung quanh chợ trường phường trạm tiện ích đầy đủ. Sau đây Ngọc sẽ giới thiệu cụ thể căn nhà này với cái thiết kế 30m. Phần cửa chính của ngôi nhà, hai lớp cửa bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái căn nhà này thì mặt tiền của nó ưu điểm khá là rộng, gần 4m quý vị nha. Cho nên là vào trong căn nhà nó rất là thoáng. Phần hoàn thiện cơ bản của căn nhà này đã xong hết. Theo đúng như hiện trạng Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị thì căn nhà này chỉ có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ trao tay ngay lập tức cho quý vị nha. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Đây là vách PVC giả gỗ, giả nhựa ấy mọi người ạ. Đây, giả đá, thực ra chất liệu của nó là nhựa PVC nhưng có điều là cái độ bền của nó thì khá là ổn áp. Nói chung độ bền của cái này theo như anh tìm hiểu thì nó khoảng tầm 8 đến 10 năm. Đây là kệ tivi và đây là cái không gian phòng khách mọi người nha. Với cái diện tích 30m thì thực ra ấy, nó không quá rộng, tuy nhiên chủ đầu tư nào cũng vậy thôi, thiết kế tối ưu cái công năng sử dụng cho quý khách hàng, làm sao để nó hài hòa nhất, phù hợp nhất cho một hộ gia đình sử dụng. Ngoài cái phần phòng khách thì đây là cái không gian phòng bếp của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong, với cái tủ bếp là tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt. Nói chung tủ bếp nhỏ nhắn xinh xắn nhưng quý vị có thể nhìn thực tế ở đây là cái khu vực để hút mùi và đây là để bếp. Mặt bếp thì ốp đá granite và đây là chậu rửa, vòi rửa, hệ thống phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ. Đây, toàn bộ chất liệu inox mọi người nha. Xung quanh bếp thì là ốp gạch. Với cái phần tầng 1 tiếp theo còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì vị trí của nó như Hồng Ánh đã chia sẻ ngay từ ban đầu, đi lại giao thông rất là thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đang đi làm ở quận Hà Đông hoặc đi làm ở huyện Hoài Đức, nó rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Căn nhà này giá chào bán 2.900.000 đồng. Như vậy căn nhà này quý vị có thể chi trả trước khoảng tầm tối đa 1.3 đến 1.5 tỷ tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất quý vị nha. Như vậy ngoài đã review cụ thể tầng 1, đường hướng giá vị trí của căn nhà này rồi. Vậy thì trên các tầng trên thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế của cái căn nhà này mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Căn nhà này lô góc cho nên ở đây quý vị có thể nhìn thực tế cửa sổ hai bên rất là thoáng. Với cái không gian phòng này thì rất là vuông vắn. Đó. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái không gian thì cửa sổ thiết kế hai lớp, rất là an toàn, đảm bảo tính an ninh cho ngôi nhà. Với cái phần phòng ngủ này thì nó sẽ rơi khoảng tầm 13-14m2. Với cái thiết kế gạch lát nền kích thước gạch 60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện được lắp đặt đầy đủ rồi. Về cái nội thất thì là cơ bản. Đó. Đây, cửa thông phòng của tất cả các phòng thiết kế là cửa gỗ. Mỗi một tầng, một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh thì đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đấy, đáp ứng cho quý vị ở đây. Phòng vệ sinh cũng có cửa sổ mở rất là thông thoáng.
hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá và cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Căn phòng này khá là vuông vắn quý vị ạ. Đây, và đây rất là rộng để quý vị có thể sử dụng ống chờ cũng như là dây chờ bình nóng lạnh được lắp đặt sẵn rồi. Quý vị chỉ có việc về treo bình nóng lạnh lên và sử dụng thôi. Mời quý theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nhé. Và đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Nói chung với cái căn nhà này thì thiết kế 5 tầng, 3 phòng ngủ, phía dưới tầng 1 phòng khách, phòng bếp. Trên phía tầng 5 thì thiết kế thêm một sân phơi. Đây là phía tầng ngủ, phòng ngủ ở phía tầng 3 mọi người nha. Đó, đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Với cái phòng vệ sinh ở phía tầng 3 thì chủ nhà lại thiết kế nhà vệ sinh ở phía bên trong. Thiết kế khá là hợp lý đúng quý vị. Với cái diện tích 30m thì chỉ như thế này thôi là có thể tối đa cái công năng sử dụng, tối ưu hóa cái thiết kế cái theo cái thửa đất rồi. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế cũng giống hệt như tầng 2 và tầng 3. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, tất cả các khuôn viên ở phía bên trong đều thiết kế giống hệt nhau. Và sau đây Ngọc Ánh xin mời quý vị theo em lên trên phía tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế một phòng thờ và một sân phơi. Đây là phần phòng thờ quý vị nhé. Đó, cửa sổ thông thoáng, phòng thờ nhỏ nhắn, hợp lý. Và phần còn lại là phần sân phơi của ngôi nhà. Với căn nhà 5 tầng, Ngọc Ánh vừa chia sẻ với mọi người rồi, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Đây là phần sân phơi rất là rộng quý vị nhá. Đó, với cái vị trí căn nhà này thì xung quanh ngập tràn tiện ích, giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Tính từ vị trí căn nhà này mà ra tới trung tâm thương mại Ion Mall Hà Đông, nó khoảng tầm 1,5 km bán kính thôi mọi người ạ. Với lại nó cũng khá là gần với một số trung tâm lớn như là Vinhome Smart City này, gần với lại Vincom Megamall này, gần với lại Thiên đường Bảo Sơn, gần với lại trục đường Galaxy Simco. Nói chung mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể biết thêm những thông tin căn nhà này và thông tin căn nhà khác của khu vực khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.